Các bạn thân mến, một ngày trước trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video của một vlogger quay lại cảnh bệnh viện E của Việt Nam. Nhưng điều kỳ lạ trong video này đó là bệnh viện này rất ít người, mặc dù đây là bệnh viện lớn của Việt Nam. Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương, hạng nhất trực thuộc Bộ Y tế. Trong video, vlogger này nói, hoạt động kinh doanh của bệnh viện ở Hà Nội, thành phố lớn nhất của Việt Nam, không tốt bằng bệnh viện của một quận nhỏ ở Ấn Độ. Khoan, dừng lại khoảng 5 giây, chúng ta cùng nhau phân tích tiêu đề này. Đọc qua, chúng ta có thể thấy tác giả này đang chê bệnh viện ở Việt Nam hoạt động kém hơn cả bệnh viện ở một quận nhỏ của Ấn Độ. Nhưng khi nghĩ kỹ, tác giả này lại dùng từ kinh doanh để nói về hoạt động của bệnh viện, có nghĩa là càng nhiều bệnh nhân thì càng nhiều lợi nhuận và ngược lại. Tác giả này bất ngờ khi thấy một bệnh viện lớn ở Việt Nam lại có ít bệnh nhân như vậy. Điều này chứng tỏ người Việt Nam rất khỏe mạnh. Đó cũng là suy nghĩ của cư dân mạng Trung Quốc khi xem được video này. Nhiều người Trung Quốc thắc mắc tại sao bệnh viện ở Trung Quốc lúc nào cũng đông đúc như vậy. Hay là bệnh viện Việt Nam ít khách quá, phải học hỏi Trung Quốc. Đặc biệt, có người còn khuyên Việt Nam nên nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc để tình hình kinh doanh của các bệnh viện được tốt hơn. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Người Việt không có tiền đi khám bệnh, bằng không làm sao có ít người đến bệnh viện khám bệnh như vậy? Ít bệnh nhân hơn là một điều tốt, điều đó cho thấy người Việt Nam rất khỏe mạnh, người Ấn Độ nghèo và dễ bị bệnh. Tại sao bệnh viện của chúng ta lại đông đúc như vậy? Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Nam Ninh hiện đang kinh doanh tốt nhất, số lượng người còn cao hơn gấp mấy lần so với trong chợ. Kinh doanh ế ẩm thế này thì nghèo là đúng rồi, bạn nên đến đất nước của chúng tôi để học hỏi kinh nghiệm. Bệnh viện ở Việt Nam ít người qua lại và vắng khách như thế này chứng tỏ sức khỏe của người Việt Nam rất tốt. Bệnh viện ở thành phố lớn Việt Nam không đông đúc như bệnh viện ở quận của chúng tôi. Cái này cũng dễ hiểu, thực tế khẩu phần ăn của người Việt Nam thiên về tự nhiên hơn, ít sử dụng chất hóa học và chất bảo quản. Các bệnh viện ở Việt Nam ảm đạm quá. Bệnh viện ở Ấn Độ là nơi kinh doanh, không có bệnh viện, giáo dục thì kinh tế Ấn Độ không thể phát triển với tốc độ cao được. Có ít người đến bệnh viện khám và chữa bệnh, điều này chứng tỏ thực phẩm Việt Nam cực kỳ an toàn. Cần phải xuất khẩu thực phẩm Trung Quốc sang cho họ, để cho họ hiểu được cảm giác bệnh viện quá tải là như thế nào. Điều đó cho thấy người Việt Nam rất coi trọng việc phòng hơn chữa bệnh, nên số lượng bệnh nhân đi khám ngoại trú không lớn là chuyện bình thường. Tình hình kinh doanh của bệnh viện này ế ẩm quá. Chúng ta hãy tặng cho họ một số loại rau biến đổi gen, tặng một số gia vị và đồ ăn vặt để tình hình kinh doanh của họ trở nên khá khẩm hơn. Các bệnh viện trên thế giới không hoạt động tốt bằng chúng ta. Hãy đến bệnh viện số 1 của Đại học Cát Lâm của chúng tôi để thấy được tình hình kinh doanh đang tốt như thế nào. Các món ăn ở Việt Nam thiên về tự nhiên hơn nên nó tốt cho sức khỏe, không giống như chúng ta có quá nhiều phụ gia trong thực phẩm. 10 năm trước ở quê tôi cũng vậy, rất ít người đến bệnh viện để khám. Hiện tại phải xếp hàng nửa ngày mới được đến lượt. Bệnh viện của chúng tôi kinh doanh tốt, quá tải, chạy đua để kiếm tiền, lượng khách đến đây rất đông. Đây là sự thật. Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh tôi vào năm ngoái cũng thực sự trống rỗng. Tôi đã từng đến đó để khám sức khỏe, nhân viên bên trong đều đang uống trà sữa và nghịch điện thoại, lượng người qua lại khá ít. Kinh doanh ảm đạm, có vẻ như nền kinh tế không hoạt động tốt, nhưng nền kinh tế của chúng ta tốt hơn. Chế độ ăn của người Việt Nam tương đối nhạt, nhìn chung không mập, nên người ít ốm vặt là chuyện bình thường. Chúng ta cần cử chuyên gia đến để dạy cho họ cách kinh doanh. Bệnh viện ở các quận của Việt Nam thậm chí còn tồi tệ hơn như thế này rất nhiều và rất ít người nhập viện. Vấn đề mấu chốt đều nằm ở vấn đề an toàn thực phẩm. Nếu làm quá gắt về vấn đề an toàn thực phẩm thì bệnh viện lỗ, thả lỏng thì bệnh viện quá tải. Đó cũng là lý do vì sao bệnh viện nước ta lúc nào cũng quá tải. Ít bệnh nhân như thế này là tốt. Bệnh viện lớn như thế này mà còn ít hơn nhiều so với phòng khám tư nhân bên cạnh nhà tôi. Bệnh viện không có người thường có hai lý do như sau. Thứ nhất, đó là do người Việt Nam không bị bệnh. Thứ hai, đó là do người Việt Nam không thể đi khám bệnh. Tôi đoán họ không đủ tiền để đi khám bác sĩ ở Hà Nội. Việt Nam có thói quen ăn uống tốt và lành mạnh hơn chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm thì mới được như họ. Tôi nghe nói một bệnh viện trực thuộc lớn ở Ấn Độ có lưu lượng bệnh nhân hàng ngày lên tới 20.000 người. Tại sao bệnh viện của Việt Nam không có người? Có phải do thuốc quá đắt hay là do bác sĩ không đủ trình độ? Ấn Độ
Độ nên phát triển y học như một ngành công nghiệp trụ cột. Bệnh viện ở Ấn Độ cung cấp tất cả các dịch vụ có sẵn như thuốc, vật tư bệnh viện, cho thuê giường bệnh, căng tin và nhà tang lễ. Còn ở Việt Nam lại khác, khi khám xong, bạn có thể mua thuốc ở bất kỳ đâu bạn muốn, mua ở trong bệnh viện hay hiệu thuốc đều được. Thật tuyệt vời, người Việt Nam khỏe mạnh và không bị bệnh tật. Bệnh viện lớn của họ ít người quá, các bệnh viện ở Trung Quốc bây giờ còn bận rộn hơn các trung tâm mua sắm. Bệnh viện của Việt Nam thực sự rất ít người, tôi đã đến đó vài lần. Họ ăn thức ăn rất sạch sẽ, về cơ bản không có nhiều chất hóa học. Chỉ có người Trung Quốc trên thế giới là không khỏe mạnh, bệnh viện chật kín người. Thực sự bệnh viện bây giờ là đơn vị có lợi ích kinh tế tốt nhất ở Trung Quốc. Và những năm 1980 đến 1990, bệnh viện của chúng ta không có nhiều bệnh nhân. Bây giờ mọi người đều thấy bệnh nhân trong bệnh viện còn nhiều hơn cả ở chợ rau, thật náo nhiệt. Ở một nơi lạc hậu như ở Việt Nam, người dân không đủ tiền để đi khám ở bệnh viện. Đây là lý do khiến cho bệnh viện của họ ít người. Công việc kinh doanh của bệnh viện Trung Quốc của chúng tôi rất tốt. Hãy đến bệnh viện này và thấy nó đông như thế nào, không có một chiếc giường trống nào luôn. Bệnh viện Việt Nam kinh doanh 10 năm, không bằng Trung Quốc trong một ngày. Lạc hậu quá rồi, các bệnh viện ở quận của chúng tôi tấp nập như đi chợ. Người ra người vào, náo nhiệt lắm, chẳng trách Việt Nam nghèo là đúng rồi. Họ nên đến Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm và nhập khẩu đồ ăn vặt về nước, đảm bảo bệnh viện sẽ đông kín người. Bởi vì bệnh viện nước ngoài đối xử tốt với bệnh nhân, còn bệnh viện Trung Quốc không đối xử tốt với người bình thường, có tiền có quyền mới được đối xử tốt. Đất nước như thế này mới gọi là hạnh phúc, không ai muốn đến bệnh viện cả, tôi chỉ mong bác sĩ luôn luôn thất nghiệp. Bệnh viện này rất đẹp, so với bệnh viện ở Trung Quốc cũng không quá tệ, nhưng ít người quá. Không bằng bệnh viện ở nông thôn Trung Quốc, lúc nào cũng chật kín người. Nó cho thấy rằng người Việt Nam rất nghèo, không có tiền để đến bệnh viện khi họ bị bệnh. Bệnh viện ít người là do họ khỏe hơn chúng ta, thực phẩm an toàn hơn, môi trường tốt hơn, trên đời này có ai muốn đến bệnh viện đâu. Trong quá khứ, khi Trung Quốc chưa bán các loại thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp, các bệnh viện đều trống rỗng như thế này. Người Việt Nam rất nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, rau và trái cây không được phép sử dụng thuốc trừ sâu. Đâu chỉ mỗi Ấn Độ, ngành này đứng đầu là Trung Quốc, lúc nào cũng chật kín người. Đã gần 10 năm rồi, tôi không ăn nho, cũng gần như không ăn thịt. Nho ở đây rất nhiều, thường xuyên dùng thuốc hóa học. Nho nhìn thì ngon, nhưng không có vị gì cả, còn dưa hấu cũng vậy. Năm ngoái, tôi đã ăn bánh bao hấp thịt cừu, thịt quá tệ đến nỗi, tôi phải nhổ ra ngay lập tức. Tôi đoán tôi đã ăn phải thịt giả. Nó khiến tôi nôn mửa và ghê tởm. Ăn những thứ này trong một ngày có thể gây ra nhiều bệnh. Bệnh viện của người khác để cứu sống và chữa bệnh người bị thương, nhưng của chúng ta là để kiếm tiền. Điều đó chứng tỏ trình độ y tế của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc rất nhiều, thiếu thiết bị y tế nên không ai đến đó để khám bệnh cả. Không bệnh thì ai chịu đến bệnh viện? Điều đó cho thấy người Việt Nam nói chung khỏe mạnh hơn chúng ta. Nguyên nhân chính là cơ cấu dân số Việt Nam còn trẻ nên ít bị bệnh hơn. Tại sao khi mua xe lại phải mua xe mới? Xe mới ít hỏng vặt, vài năm không phải sửa chữa. Phía trên là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Ngoài ra còn rất nhiều bình luận khác nữa. Đa số người Trung Quốc đều bất ngờ khi thấy bệnh viện ở Việt Nam quá ít người, khác hoàn toàn với Trung Quốc. Rất nhiều nguyên nhân được người Trung Quốc đưa ra, đó là do dân số Việt Nam trẻ, ít bệnh tật hay là do thực phẩm ở Việt Nam sạch. Còn một số người Trung Quốc thì cho rằng do người Việt Nam nghèo nên không có tiền đi khám bệnh. Một số người Trung Quốc thì bày mưu xuất khẩu thực phẩm bẩn sang Việt Nam. Tuy nhiên các bạn Trung Quốc không cần phải bày, các gian thương Việt Nam vì mục đích kiếm tiền đã hại chính đồng bào của mình bằng cách sử dụng hóa chất trong thực phẩm hoặc nhập khẩu thực phẩm bẩn từ Trung Quốc. Việt Nam vẫn còn thực phẩm sạch nhưng chủ yếu ở các vùng nông thôn, còn các thành phố lớn thì hên xui. Bệnh viện là nơi không ai muốn đến. Nếu người dân ít đến bệnh viện hơn thì chứng tỏ sức khỏe của mọi người rất tốt, chứ không phải là do nghèo như nhiều người Trung Quốc nói. Chúc tất cả các quý khán giả của kênh luôn bình an, mạnh khỏe nhé! Đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.